Chào mừng các bạn đến với học thuật ngữ y khoa qua hình ảnh mỗi ngày. Hôm nay chúng ta có các từ sau. Right upper quadrant, right upper quadrant, góc phần tư phía trên phải. Left upper quadrant, left upper quadrant, góc phần tư phía trên trái. Right lower quadrant, right lower quadrant, góc phần tư phía dưới phải. Left lower quadrant, left lower quadrant, góc phần tư phía dưới trái. Right hypochondriac region, right hypochondriac region, vùng hạ sườn phải. Epigastric region, epigastric region, vùng thượng vị. Left hypochondriac region, left hypochondriac region, vùng hạ sườn trái. Right lumbar region, right lumbar region, vùng hông phải. Umbilical region, umbilical region, vùng rốn. Left lumbar region, left lumbar region, vùng hông trái. Right inguinal region, right inguinal region, right iliac region, right iliac region, vùng chảo phải. Hypogastric region, hypogastric region, vùng hạ vị. Left inguinal region, left inguinal region, left iliac region, left iliac region, vùng chảo trái. Các bạn hãy luyện tập hàng ngày nhé. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các bài học tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.